Thợ quay xin chào cả nhà. Hôm nay thì mình đang tranh thủ thời gian để khắc phục cái lỗi của cái xe này dùm cho các anh hàng xóm cặp bên. Thì cái xe này á mua cũng không bao lâu nhưng mà bỏ không nay cũng khá lâu rồi. Đó, thì dán nhện rồi nó bụi bặm rồi nè. Bởi vì đem về xài được một thời gian ngắn à là nó bị cái tình trạng là sạc á thì nó báo là rất là mau đầy. Cắm chặt chút xíu là đầy rồi, nhưng mà đầy chứ đem ra chạy cũng chút xíu là hết đó. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành mở ra để thay cái bình ắc quy khác ha. Thì cái xe này nhìn nó kịch cộm vậy đó chứ mở ra ở trong nó trong bóc à, nó không có gì trơn á. Này là đồ chơi mà. Ở đây mình sẽ trước tiên mình mở con này để mình lấy cái vô lăng này ra. Rồi ở đây nó có bốn con vít. Thì mấy cái xe này á, cái hình dáng nó cho dù nó có khác nhau nhưng mà về cái bố trí hay là cái điện đùng đồ các thứ này cũng y nhau thôi đó. Chỉ là khác cái hình dáng mẫu mã để cho nó bắt mắt thôi. Ở đây nó sẽ có ba cọng dây điện, mình tháo cái rắc này ra ha. Rồi bây giờ mình nắm mình dỡ cabo lên luôn. Đây nó có mấy cái máu nè, giật cái lên nè. Rồi xong. Rồi ở đây mình thấy nó sử dụng hai cái bình rất là nhỏ. Thì hai cái bình này á vừa mở nhạc rồi đèn chung quanh xe rồi vừa motor động cơ chạy nữa, thành ra nó sẽ không bao giờ xài bền được. Bây giờ mình sẽ thay cái bình khác bự hơn, ampe nhiều hơn là ok. Rồi mình sẽ dùng vít tháo ra, giờ mấy cái chui này mình giật ra hết. Này là hai cái, mỗi cái 6V nó nối lại đó là 12V, nhưng mà cái dung lượng ampe của bình này rất là nhỏ. Bởi vậy xài nó không bao lâu là nó hết pin liền. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đưa cái bình ắc quy của xe điện vô đó. Xe điện là xe đạp điện á chứ không phải xe điện này nha. Đó thì cũng đơn giản cả nhà, mình chỉ cần bỏ này ra rồi mình vét gọn hai cái trụ này là bỏ này vô là ok. Cái bình này á thì cái giá tiền mua mới nó cũng hơn 400 ngàn một bình. Thì để tiết kiệm thì mình xài cái bình cũ thôi. Bình cũ mà còn tốt là ok rồi. Tại cái xe này nó cũng không có đòi hỏi dòng điện cao lắm. Rồi, sau khi mình dùng máy cắt bình vét sơ để thêm một chút không gian thì mình đã nhét dưới cái bình vô ok ha. Đó, vậy là cứ nhắc luôn. Rồi, giờ mình sẽ câu dây vô. Rồi, giờ mình sẽ nối dây vô là ok. Làm cái gì người ta thường nói câu là dễ như đồ chơi nít. Đó, cái này là đồ chơi nít, bây giờ làm rất dễ cả nha. Bây giờ thì mình đã ráp cái bộ dàn áo nó vô xong rồi. Bây giờ mình sẽ test thử nha. Rồi. Hoạt động rất là ok ha. Đây của mình cũng mới vừa sửa lại cái remote. Thì cái remote lâu ngày quá thì pin bọc nó cũng bị chảy axit rồi đó. Thì nó bị xúc chân. Mình vừa hạn chế cái lò xo vô thì giờ nó đã hoạt động ok rồi. Rồi,
Rồi, vậy là Thảo Quê đã vừa chia sẻ cùng với cả nhà cách đơn giản để mình chế một cái bình ắc quy dung lượng cao hơn những cái bình của xe, để quá trình thời gian mà bé chơi thì nó hoạt động được lâu hơn. Cả nhà xem thấy hữu ích thì tặng cho mình một like nha, để ủng hộ kênh Thảo Quê. Mình cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ xin chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào một clip sau.